Đây là toàn bộ hành trình đến cõi âm gian sau khi chết. Theo tôn giáo phương Đông, sau khi rời nhân gian, người ta phải đi qua bảy ải, vào sáu nẻo luân hồi. Ải thứ nhất, quỷ môn quan. Sau khi chết, quỷ sai của âm gian sẽ đến dẫn hồn phách của người xuống quỷ môn quan. Tại đây, Diêm La Vương đã đặt cách chọn ra 16 ác quỷ để trấn giữ cửa ải. Họ tra xét vô cùng hà khắc đối với những vong hồn giả quỷ tội ác đầy mình. Từ đây, vong linh được tứ đại sứ giả của âm gian dẫn giao cho thập điện Diêm La. Đây là nơi quyết định vong linh sẽ đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người hay một loài động vật nào đó, hoặc là bị rơi vào 18 tầng địa ngục để chịu khổ hình. Ải thứ hai, đường hoàng tuyền. Từ quỷ môn quan, vong linh phải đi qua con đường hoàng tuyền, suối vàng. Hai bên đường đỏ rực như lửa một loài hoa bỉ ngạn, một loài hoa không có lá. Trên đường còn có rất nhiều cô hồn giả quỷ. Họ là những người dương thọ chưa hết mà đã bị chết. Họ không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, phải vạ vật chờ đến khi dương thọ kết thúc mới có thể đến được cõi âm gian. Cuối đường hoàng tuyền rất dài là con sông nhỏ Vong Xuyên Hà. Ải thứ ba, Tam Sinh Thạch. Cạnh cây cầu Nại Hà bắc qua Vong Xuyên Hà có tảng đá xanh Tam Sinh Thạch, đá ba đời. Trên đó khắc dòng chữ màu đỏ như máu: Tảo Đăng Bỉ Ngạn, sớm đến bờ bên kia. Tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Nhân đời trước, quả kiếp này, duyên phận mỗi người đều chất chồng khắc trên tảng đá. Ải thứ tư, Vọng Hương Đài. Trước cầu Nại Hà còn có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài, đồi nhớ quê. Đây là nơi vong hồn có thể nhìn về dương thế, tạm biệt người thân lần cuối. Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài, nơi có đình Mạnh Bà. Ải thứ năm, Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Truyền rằng có người từ chối uống canh Mạnh Bà để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu ở kiếp này, họ phải nhảy vào dòng Vong Xuyên Hà, cam tâm chịu khổ ải, đọa đày không tả. Sau 1000 năm, người này sẽ được đầu thai trở lại nhân gian để tìm lại người họ đã yêu đắm say từ trong kiếp trước. Ải thứ sáu, canh Mạnh Bà. Tương truyền, chén canh Mạnh Bà chính là nước mắt chảy suốt một đời của người ta khi còn sống. Mạnh Bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ, đun nấu thành canh. Hễ uống vào, liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Quên hết yêu, hận, tình, thù khi còn sống. Kiên tịnh sạch sẽ, tiến nhập vào lục đạo. Nếu muốn qua cầu Nại Hà thì phải uống canh Mạnh Bà. Không uống canh Mạnh Bà thì không được đầu thai chuyển sinh. Ải thứ bảy, cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà có ba tầng. Tầng trên màu đỏ, dành cho người khi sống hay làm việc thiện. Tầng giữa màu vàng đen, dành cho người thiện nhưng vẫn làm cả điều ác. Những người hành ác thì sẽ phải đi trên tầng thứ ba, toàn một màu đen tối. Qua hết cầu Nại Hà là đến cõi lục đạo luân hồi.
vong hồn đi về cõi nào? Là dựa vào nghiệp thiện, ác, tích được của họ khi ở dương gian mà tiếp dẫn. Nhân quả, luân hồi, đầu thai, chuyển kiếp không phải mê tín. Tôn giáo phương Đông và phương Tây đều cho rằng đó là khoa học về vũ trụ. Những gì không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Kẻ gieo gió ắt gặp bão, địa ngục hay thiên đường thải đều là kết quả lựa chọn một đời của sinh mệnh. Ai cũng có thể chọn quả lành cho sinh mệnh bằng cách trồng cây thiện lương khi còn sống, lấy chân thiện nhẫn, chân lý vĩnh hằng của vũ trụ để tu dưỡng bản thân, thì nơi chờ đợi cuối cùng trên hành trình sinh mệnh sẽ là cõi Phật an lành, hạnh phúc.